và Vàm Cống. Phía dưới và Vàm Cống còn có bến phụ và Vàm Cống dành cho những xe tải dưới 13 tấn. Đây chúng tôi đang ở đầu ngã ba xuống và phụ Vàm Cống. Đây là khu công trường xây cầu Vàm Cống từ quốc lộ 91. Quốc lộ 91 hướng Long Xuyên xuống qua khỏi cầu Cái Sắn khoảng 1000 mét thì bên phải có mở một con đường. Dường như đường này là đường vào cầu Vàm Cống, còn đang ngổn ngang. Phía tiếp xa chúng ta thấy cầu Vàm Cống.
cậu cố gắng tiếp cận, cậu vào cống thì không tìm được chừng này. Đây là bờ nam sông Hậu. Hôm nay là ngày Chủ nhật, có lẽ công nhân nghỉ cho nên thấy rất là im ắng. Vừa có chút thông tin từ ngã ba Cái Sắn, từ tẻ Cái Sắn đi vào 1,5 cây, rẽ trái sẽ có đường lên đường dẫn cầu Vòng Cống. Chúng ta đi thử. Xa xa bên bên trái. Tôi đứng đầu cầu bờ nam cầu Vòng Cống. Phía bên dưới chúng ta thấy xe chạy. Cầu đang chặn, chưa khánh thành. Từ đây tới ngã ba non 1 cây số, đường này sẽ mở thẳng đi về Rạch Giá, Cà Mau.
Nhưng hiện nay đoạn đường đó còn chưa tiếp tục, chỉ có đường rẽ phải là trở ra quốc lộ. Do không gặp người, chúng ta không có tin tức gì thêm.